Trường Đại học Đại Nam là một cơ sở giáo dục đại học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Sau gần 9 năm thành lập, Trường Đại Nam đã có chỗ đứng uy tín trong số 50 cơ sở top đầu của cả nước. Với mục tiêu đào tạo sinh viên sau khi ra trường có kiến thức, kỹ năng và có những cơ hội nghề nghiệp trước mắt. Ngay từ trong những tuần học đầu tiên, các tân sinh viên Trường Đại Nam đã được học những môn học cần thiết trong cuộc sống hiện nay như tin học, tiếng Anh và kỹ năng mềm. Khi mới vào học thì em cảm thấy rất bỡ ngỡ, nhưng sau một thời gian học thì em cảm thấy các bạn bè rất thân thiện. Thực ra cũng hơi bỡ ngỡ khi mới bắt đầu đến trường ạ. Nhưng mà thực sự mọi sự bỡ ngỡ của em đã biến mất khi em gặp được thầy cô và bạn bè. Mọi người rất là thân thiện, đặc biệt là giáo viên của trường mình, bất kỳ giáo viên nào cũng vậy ạ. Những năm gần đây, khái niệm kỹ năng mềm đã trở nên gần gũi và quen thuộc đối với mỗi sinh viên. Kỹ năng mềm không hoàn toàn xa lạ. Đôi khi, nó không liên quan đến những kỹ năng mang tính chuyên môn. Thực chất, kỹ năng mềm là một thuật ngữ dùng để chỉ hành vi ứng xử của mỗi người, cách thức tương tác với bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh. Trường Đại Nam là một trong những cái trường đi đầu trong cái việc là đưa cái môn kỹ năng mềm này vào cái chương trình học chính thức của sinh viên. Thì theo chúng tôi thì chúng tôi đánh giá rất là cao cái quan điểm này của ban giám hiệu nhà trường. Bởi vì là thứ nhất ấy là ngay từ những ngày những cái tuần đầu tiên, những cái buổi học đầu tiên khi các bạn mới đến trường, trong khi các trường khác còn đang tuyển sinh, thì ở trường Đại Nam đã có những cái giờ học hết sức là thú vị và nó thu hút tất cả các bạn sinh viên, đã tạo được cái hứng thú cho các bạn. Đấy thì điều đấy là cái điều đầu tiên, là nó làm cho các bạn đã cảm thấy là có một cái không khí học tập nó rất là phấn khởi, rất là vui vẻ và thu hút cái sự tập trung của các bạn. Kỹ năng mềm nó rất là lạ so với bản thân của em. Mà ngày hôm nay thì khi em đã học qua thì em cảm thấy rất là thú vị và bổ ích. Nó đem lại một trải nghiệm mới đối với bản thân. Bên cạnh kỹ năng mềm thì tiếng Anh cũng là một bộ môn mà trường Đại học Đại Nam rất chú trọng trong lĩnh vực giảng dạy. Sinh viên được đào tạo theo tiêu chuẩn TOEIC với mục đích sau khi ra trường có thể sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Tiếng Anh rất là quan trọng, đặc biệt trong cái thời đại hội nhập. Và nếu như mà các em có tiếng Anh thì các em sẽ dễ dàng xin việc được những công việc tốt, lương cao và có cơ hội giao lưu với các bạn ở nước ngoài cũng như làm việc trong môi trường quốc tế. Nhằm hỗ trợ cho sinh viên có thể đáp ứng được những yêu cầu từ nhà tuyển dụng và cho công việc sau này, Trường Đại học Đại Nam cũng chú trọng đào tạo tin học cho sinh viên. Với hệ thống máy móc đầy đủ và hiện đại, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về tin học, giúp thích ứng kịp thời với thời đại vi tính hóa hiện nay. Học thì ngoài cái việc truyền thụ các cái kiến thức theo đúng khung chương trình của nhà trường, thì bọn mình cũng hướng dẫn rồi các truyền thêm các cái kinh nghiệm. Ví dụ như trong quá trình năm nhất các bạn nên học hành như thế nào, các bạn nên tìm hiểu tài liệu ở đâu, xin học bổng như thế nào, phối hợp với các bạn trong lớp như nào để hoàn thành tốt được các cái nội dung của nhà trường đề ra, cũng như chuẩn bị các cái bước cơ bản để sau này các bạn ra trường thì các bạn đã có cái hành trang tương đối đủ để các bạn có thể làm được việc. Ngoài những môn học được kể trên, đối với riêng khoa quản trị kinh doanh, sinh viên còn được hóa thân thành các nhà kinh doanh trong một thế giới mô phỏng mang tên trò chơi kinh doanh. Sinh viên sẽ được phân công nắm những vị trí quan trọng trong công ty, được tham gia thảo luận và quyết định chính sách, chiến lược sao cho đem lại lợi nhuận cao nhất. Việc đưa môn học này vào chương trình đào tạo là một bước tiến lớn, giúp sinh viên có thể tiếp cận được với thực tế bên ngoài và có thể vận dụng được kiến thức đã học một cách hiệu quả nhất. Khi mà tham gia các cái trò chơi mô phỏng thực tế, đó là một trong môn trò chơi kinh doanh, thì thấy các bạn có một sự nhiệt tình nhất định và các bạn chơi, nhưng mà các bạn trong quá trình chơi mà các bạn học và các bạn trải nghiệm thực sự, đấy là một cái tín hiệu rất tốt, bởi vì là cái bước đầu trải nghiệm của các em đó là về một cái môi trường học tập cũng như là môi trường kinh doanh sau này của các em rất khác với những trường khác. Với những ưu thế về cơ sở vật chất, về chất lượng đào tạo và hướng đi đột phá trong giảng dạy, Đại học Đại Nam đã tạo điều kiện cho sinh viên có thêm những hành trang quý giá để có thể tự tin bước ra cuộc sống tương lai sau này, góp phần xây dựng cho bản thân, gia đình và cho xã hội.